Kết thúc một năm sản xuất rất thành công, các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đều hân hoan tổ chức Tết Thợ Mỏ. Đây cũng là dịp những người thợ được tri ân và được tôn vinh. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đang có mặt tại chương trình Tết Thợ Mỏ của Công ty Cổ phần Than Mông Dương. Năm 2023 vừa qua là một năm rất thành công với Than Mông Dương, với tất cả những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Chính vì vậy mà Tết với những người thợ mỏ Mông Dương năm nay đến sớm hơn và cũng sôi động hơn so với mọi năm. Xin chào anh có thể cho tôi biết là cảm xúc của anh như thế nào khi mà được tham dự một cái chương trình tất nhiên rất là sôi động hôm nay? Trước tiên thì mình giới thiệu, mình tên là Nguyễn Văn Thoa, công nhân phân xưởng Đào Lò Ba. Thì hôm nay rất là xúc động và vui mừng là được tham gia chương trình Tết Thợ Mỏ Xuân Giáp Thìn của công ty cổ phần Than Mông Dương tổ chức. Và bản thân tôi ấy thì là cũng là người rất vinh dự, là một trong những công nhân có thành tích xuất sắc và có thu nhập cao. Cảm ơn anh. Chương trình Tết Thợ Mỏ là một trong những hoạt động thường niên của các đơn vị ngành than cho Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Và đây cũng là một điểm nhấn trong hoạt động chăm lo Tết cho những người lao động. Xin chào ông. Thưa ông có thể cho biết là năm nay công ty cổ phần Than Mông Dương thì có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động như thế nào? Công ty cổ phần Than Mông Dương năm nay là một trong những năm mà phải nói rằng là các cái chỉ tiêu sản xuất nó rất là tốt. Và trong đó thì từ đảng ủy cho đến các cái tổ chức công đoàn và thanh niên và phối hợp cùng với chuyên môn đã triển khai các cái xây dựng các cái chương trình kế hoạch để chăm lo Tết cho thợ mỏ. Đặc biệt năm nay là công ty cũng bố trí 40 chuyến xe để đưa anh em về quê ăn Tết và cũng đón ra, đảm bảo được cái thời gian phục vụ cho công tác sản xuất. Và đến thời điểm này thì tất cả các cái chế độ chính sách về tiền lương, về tiền thưởng rồi phân phối lại cũng đều lo và đã chuyển đến cho toàn thể cán bộ. Năm nào cũng vậy, Tết Thợ Mỏ Quảng Ninh luôn đến sớm và rất sôi động, đã trở thành một hoạt động không thể thiếu với những người thợ mỏ Quảng Ninh. Năm nay với chủ đề Tết Thợ Mỏ Xuân Sẻ Chia, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tổ chức chương trình với quy mô lớn hơn mọi năm. Số công nhân tham dự ở các vùng Cẩm Phả, Hòn Gai, Uông Bí của tỉnh lên tới hơn 1.000 người. Đây là những công nhân có thành tích lao động xuất sắc, những người có hoàn cảnh khó khăn và những người thuộc diện được hỗ trợ mái ấm công đoàn. Họ đã rất vinh dự và tự hào khi được các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo tập đoàn tôn vinh tặng quà. Tôi rất vinh dự là một trong số công nhân được trao mái ấm công đoàn tại chương trình này. Tôi đây là nguồn động lực và tôi rất vui, nguồn động lực để tôi phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của lãnh đạo công ty giao và các cấp giao cho. Tôi thấy chương trình Tết Thợ Mỏ của tập đoàn tổ chức thì rất là vui và ý nghĩa. Thì từ lúc mà nhận được thông báo của công ty về việc tham gia cái chương trình Tết Thợ Mỏ của tập đoàn tổ chức năm nay thì tôi rất là xúc động khi mà được lãnh đạo tập đoàn cũng như lãnh đạo công ty quan tâm đến bản thân mình và những người thợ mỏ. Thì đây sẽ là một động lực mà để mà tôi tiếp tục phấn đấu trong công việc của mình trong những năm tới. Chương trình Tết Thợ Mỏ cùng những món quà ý nghĩa, những chuyến thăm hỏi động viên, những cái siết tay ân tình của lãnh đạo ngành than và các đơn vị đã mang cái Tết đến sớm hơn với những người thợ mỏ. Để chăm lo Tết cho thợ mỏ được trọn vẹn hơn nữa, các đơn vị ngành than còn tổ chức những chuyến xe đưa công nhân về sum họp với gia đình ở các miền quê xa tỉnh Quảng Ninh. Năm nay, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tổ chức hơn 440 chuyến xe đưa hơn 11.000 thợ mỏ và gia đình về quê ăn Tết ở khắp mọi miền đất nước. Đây là hoạt động thường niên có tính truyền thống và nhân văn của các đơn vị ngành than dành cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện tại thì gia đình chúng tôi đang sinh sống tại khu tập thể than Yên Dưỡng. Thì nhà thì đang có con nhỏ mà được công ty đưa đón như thế này thì bọn em đã thấy rất là vui này, mà đi xe không bị mệt, các bác ấy rất là nhiệt tình và chu đáo nữa. Trước cái thềm năm mới thì chúng tôi cũng đã tổ chức là trên 11 chuyến xe đi các tỉnh thành trên toàn quốc, và đối với trên 11 chuyến xe đó thì chúng tôi cũng sẽ đưa đón khoảng 500 lượt người về các cái tỉnh, về các miền quê để họ sum vầy với gia đình. Trong đó là nơi xa nhất thì là Hà Tĩnh. Thế còn đối với lại các đối tượng mà ở các cái vùng xa xôi hơn nữa, ví dụ như Kiên Giang, ví dụ Đắk Lắk, tôi không bố trí được một chuyến xe, đã hỗ trợ 1,5 triệu đồng trên người.
Sau một năm lao động miệt mài, Tết đến là lúc những người công nhân mỏ được nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình, sắm sửa Tết chu đáo. Ở nhiều phố thợ trong vùng mỏ, cờ hoa đã rạng rỡ từ nhiều ngày trước Tết và không khí sắm sửa đón xuân cũng rất tưng bừng. Thợ mỏ Nguyễn Hữu Toàn từng là một thợ lò kỳ cựu của mỏ Mạo Khê, gắn bó với mỏ từ những năm đầu thành lập. Thời của ông, làm thợ lò tuy rất vất vả nhưng là lựa chọn của hầu hết thanh niên trong làng. Trải qua năm tháng, những xóm thợ quây quần bên nhau, gần gũi nhau từ trong ca sản xuất đến đời sống hàng ngày đã tạo thành nét đẹp văn hóa truyền thống lưu giữ qua nhiều thế hệ. Trong những xóm thợ làng mỏ ấy, từng lớp người trẻ lớn lên. Một cách rất tự nhiên, họ lại chọn theo nghề cha ông mình đã làm. Câu chuyện bên mâm cơm đầu năm của những người thợ mỏ luôn rôm rả. Chuyện về đường lò, về vỉa vách, về chuyện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi của người thợ. Trong những câu chuyện ấy, có cả sự giao thoa cảm xúc của các thế hệ thợ mỏ về nghề. Và nhất là không thể thiếu những lời căn dặn động viên nhau. Lần lượt từ thằng thứ nhất, thứ hai, thứ ba là đều vào theo mảnh của bố hết. Đấy. Nghề này nên là Bác Hồ cho là công nhân sản xuất than như bộ đội đánh giặc chứ. Đã yêu nghề, đã thích nó thì mình phải gắn bó nó, mình phải chung tình với nó. Nhìn lại từng chặng đường đời đã đi qua, chứng kiến sự trưởng thành của các con với nghề, ông Nguyễn Hữu Toàn càng tự hào về truyền thống gia đình và truyền thống của người thợ mỏ. Điều khiến ông yên tâm hơn cả là bao mùa xuân qua, đời sống kinh tế của các con ông đều rất vững vàng. Tết nào với đại gia đình ông cũng là những mùa xuân ấm no, sung túc. Tổng thu nhập của năm 2023 của chúng tôi là được hơn 453 triệu và cũng được sự quan tâm của giám đốc công ty, công đoàn và đoàn thanh niên. Thì đã năm vừa rồi công ty thưởng Tết cho tôi tiền phân phối lại lương tháng thứ 13 là tôi được 36 triệu và thưởng Tết 8 triệu và thưởng lương an toàn 8 triệu rưỡi. Thì bình quân năm vừa rồi là công ty là thưởng Tết và cả lương là tôi được hơn 90 triệu. Thì năm nay cái Tết của gia đình chúng tôi là cũng sung túc và cũng đầm ấm. Thu nhập của tôi năm 2023 là được 460 triệu. Được sự quan tâm của lãnh đạo công ty là chia lại cho tháng 13 lương Tết và lương an toàn tôi được 73 triệu. Các gia đình 2-3 thế hệ thợ mỏ ở Quảng Ninh có rất nhiều, ở cả 3 vùng sản xuất của ngành than. Họ đã cùng nhau sinh sống quây quần, ngày càng gần gũi và gắn bó, tạo nên những cộng đồng dân cư vô cùng đặc biệt ở Quảng Ninh. Khu vực này đều là thợ mỏ cả. Và đặc biệt là ở đây có những cái gia đình thợ mỏ 3-4 thế hệ vẫn công tác, vẫn làm việc và vẫn sinh sống tại đây. Đây là một trong những cái khu vực mà để cho nhiều người dân mỏ gắn với nhau và sống, sinh sống, làm việc tại đây. Nên là thường thường ấy thì vẫn cứ ngày Tết, ngày lễ, ngày nghỉ đều đến thăm nom nhau, gọi là đến chơi với nhau, chia sẻ với nhau về cuộc sống, về dân cư và đặc biệt là trong công việc. Thì thường xuyên là đều câu chuyện với nhau vì là dân mỏ mà. Thì câu chuyện đâu đó nó lại quay về công việc, thì lại chia sẻ với nhau công việc, đều là câu chuyện với nhau về cái công việc hàng ngày, về đường lò, về gương lò chợ, để thường xuyên trao đổi với nhau để về công việc, để giúp nhau trong cái công việc, cùng với nhau để biết những cái nào là tốt, cái nào cần phải làm, để chia sẻ với nhau, cũng như là từ công việc đến cuộc sống gia đình, với cuộc sống hàng ngày, cũng như là trong cái môi trường xung quanh, đều gắn kết với nhau. Những khu mỏ, phố mỏ cũng chính là cái nôi nuôi dưỡng, giáo dục và phát huy truyền thống kỷ luật đồng tâm, truyền thống văn hóa và bản lĩnh người thợ mỏ. Với người thợ mỏ Đỗ Tuấn Anh, truyền thống gia đình là nền tảng vững chắc nhất để anh vững tin vào con đường mình đã chọn.
không chỉ được kế thừa những kinh nghiệm nghề quý báu từ ông nội và bố truyền lại, Tuấn Anh còn được rèn bản lĩnh của một người thợ mỏ. Đó là sẵn sàng đương đầu và vượt qua mọi khó khăn thử thách của nghề. Nhờ vậy, Tuấn Anh luôn gặt hái được thành công và sớm khẳng định được mình. Từ một thợ lò, năm 2022, anh đã phấn đấu trở thành phó quản đốc của phân xưởng khai thác 10, công ty cổ phần than vàng danh Vinacomin. Kế thừa và phát huy cái truyền thống của gia đình từ thời ông, thời bố để lại. Trong quá trình làm việc thì tôi cũng được hiểu và có những cái tìm tòi từ bố tôi kể lại trong những lần ăn cơm hoặc là đi xem những chương trình văn nghệ thể thao của công ty tổ chức, nên là đã thấm nhuần vào cái tư tưởng của tôi từ bé, nên là tôi đã vào làm mỏ. Điều quý giá nhất tôi được học từ ông tôi, bố tôi là bản lĩnh đương đầu với, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Trước thì tôi cũng nghĩ là cái nghề này nó cũng không khác gì là nghề đánh giặc, mà ngành than Bác Hồ bảo là sản xuất than cũng như công việc đánh giặc, đúng như thế, vất vả cực mà cũng là hy sinh nhiều, cho nên là thực ra thì chúng tôi cũng nghĩ là cũng cho các cháu làm sao có ý thức đấy. Mình sản xuất thì mình phải an toàn, cái hai là có trách nhiệm đấy, trong cái công việc đấy. Nói đúng ra là phải là làm sao mình có ý thức và phải có trách nhiệm thì mới làm được việc đấy, chứ không phải tự dưng mà mình có thể là làm được cái công việc cái đâu, cực khó khăn và vất vả lắm. Cho nên tôi cũng từ cái lao động của bố tôi đến ông nội thì cũng đến giờ bản thân tôi rất vất vả, xong đến bây giờ các cháu thế, nhưng bây giờ là cái cuộc sống thì nói đúng ra các cháu là về công nghệ hiện đại, tất cả cuộc sống là về công nghệ hiện đại, nó không như trước, trước bằng thủ công nhiều nên nó vất vả nhiều đấy. Nên bây giờ thì đấy, về trước thì các cháu bây giờ biết cái bù đài đi đổ than bao giờ đâu đấy, không bao giờ có, mà chặt cái gỗ mà chống thì không có đấy. Cho nên bây giờ là toàn máy móc, toàn hiện đại thôi, cơ giới hóa. Nghề mỏ là nghề vinh quang. Đó là cảm nhận của hầu hết những người đã và đang ngày đêm sản xuất, cống hiến trí tuệ, từng tấn than mét lò cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Bằng niềm tự hào về nghề, họ đã cùng nhau tạo nên những chiến công thắng lợi, đưa ngành than mỗi ngày thêm phát triển. Quảng Ninh hiện có gần 90.000 công nhân cùng gia đình những người thợ mỏ, chiếm gần 1/3 dân số của tỉnh. Chính vì vậy, Tết ở Quảng Ninh còn được gọi là Tết thợ mỏ. Năm nay sản xuất kinh doanh của ngành than thuận lợi, đời sống vật chất, tinh thần, thu nhập của thợ mỏ tăng cao đã giúp thợ mỏ đón Tết đủ đầy sung túc hơn so với mọi năm. Xuân Giáp Thìn đã đến, rạng ngời trong sự sinh chuyển của cỏ cây, trong những cảm xúc dạt dào của mỗi người thợ mỏ, trong những bữa cơm sum họp đầm ấm tình cảm gia đình đồng nghiệp. Những người thợ mỏ Quảng Ninh đều rạng ngời hạnh phúc vì năm nay có cái Tết đủ đầy. Họ cùng vui và vững niềm tin bước vào năm 2024 với khí thế mới, năng suất mới, đưa ngành than phát triển đi lên.